Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Anton Nguyễn Văn Độ. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ, người phán bảo họ rủ con này: người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dả, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và hãy xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo. Vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe, anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng đó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Hồi tâm, đứng dậy, quyết trở về. Kính thưa cộng đoàn, người cha mất con, ngày ngày ngóng chờ con trở về,
là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại. Cha ôm con vào lòng không đơn giản chỉ là tội nhân, như là kẻ có tội biết ăn năn. Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con khơi dậy sự trở về trong ân sủng của con người. Cuộc gặp gỡ này ấy, mang dấu ấn của vòng tay cha và sự hoán cải của người con tìm thấy được tình yêu trìu mến của người cha. Chúng ta nhớ lại logo của năm thánh lòng thương xót do cha Marco Rutik dòng tên hòa vẽ Chúa Giêsu đang vác con người lầm lạc trên vai ấy, là một minh họa tuyệt vời về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đã trở nên người, mặt Chúa và mặt người giống hệt nhau. Khi vác con người trên vai, Thiên Chúa và con người hướng về nhau đến nỗi có chung một con mắt. Như thế, Thiên Chúa nhìn con người bằng chính cặp mắt của con người để cảm thông, yêu thương và hoán cải con người, giúp con người nhìn vũ trụ vạn vật bằng đôi mắt của Thiên Chúa mà hiểu được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa để sống trong vũ trụ theo chương trình ban đầu của Thiên Chúa là đem lại hạnh phúc cho con người. Con người bỏ Chúa ra đi, lầm đường lạc lối, đi vào ngõ cụt, bị thương tích, Thiên Chúa vẫn yêu thương mang về. Logo diễn tả Chúa tay chân vẫn còn mang vết thương vì bị con người đóng đinh, nhưng Chúa không quan tâm đến vết thương đau đớn của chính mình, vội vã chân thấp chân cao đi tìm con người. Tìm được rồi, Chúa không lên án lỗi lầm. Chúa vác con người trên vai mang về mở tiệc ăn mừng. Đó là tình yêu vô biên, yêu thương đến phản bội, yêu thương đến quên mình, dám chết vì người mình yêu. Tình thương của Chúa thật là cao cả, không ai hiểu thấu, không cắt nghĩa được. Hình ảnh người con trở về cho chúng ta thấy bản chất xấu xa của tội lỗi và thái độ cần phải có để ra khỏi tình trạng tội lỗi là sám hối, nhận mình là kẻ có tội, quyết tâm trở về với Chúa như đứa con thứ đã là. Có người nghi ngờ về lòng thương xót Chúa nên nói: tôi tội lỗi lắm, không biết Chúa có tha thứ cho tôi không. Xin thưa, để lãnh ơn tha tội cần phải có tội, và cho dù tội có đỏ như son, Chúa vẫn tha thứ, vì Chúa là đứng thứ tha, không biết mệt mỏi. Thứ tha là việc của Chúa, lỗi lầm là của con người chúng ta. Con người tha cho nhau còn nhớ lại, Thiên Chúa tha thứ là xóa sạch tội khiêm. Có người còn hỏi, khi ta phạm tội, ta xin Chúa tha thứ, Chúa tha thứ, vậy cần gì phải đến xưng tội cho mất thời gian và thêm phiền toái? Quả thật, sau khi ta phạm tội, chúng ta thật lòng thống hối ăn năn, cách chọn thì đã được Thiên Chúa tha thứ rồi. Nhưng nếu ta không đến tòa giải tội, ta không trực tiếp lãnh nhận được ơn tha thứ ấy. Cũng như người con thứ bỏ nhà ra đi, cha anh ở nhà đã sắm sẵn cho anh, nào là nhẫn vàng, áo đẹp, giày sang, những thứ đó là của anh. Nhưng nếu anh không về thì anh không trực tiếp nhận được. Chúng ta trở về với Chúa, về với chính mình, về với tha nhân. Người con trưởng tuy hằng ở cùng cha, nhưng anh đã tự đánh mất chính mình, tự nhận mình là kẻ làm tôi, con đã làm tôi cha, đánh mất em mình mãi gọi là thành
con của cha kia. Đạo của chúng ta là đạo của tình thương. Chúng ta không thể đối xử với đồng loại, cả đồng đạo, tệ hơn nữa là coi cha mẹ, anh em ruột thịt mình như những người gọi là người dưng nước lạ. Nếu ai trong chúng ta đang ở trong tình trạng ấy thì trở về để tìm lại mình là con với Thiên Chúa, là cha, và mọi người là anh em với nhau, chứ không phải là người xa lạ. Lạy mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, xin chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.